Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì một cuộc duyệt binh có thể nói là rất trang trọng, lớn lao đã được diễn ra tại Bình Nhưỡng. Kính thưa quý vị, đó là cuộc duyệt binh để nhằm kỷ niệm 70 năm ngày gọi là ông nội của ông Kim Jong-un chấp chính và nắm chính quyền ở tại Bắc Hàn. Lẽ dĩ nhiên cuộc tên lửa đã được tức cuộc duyệt binh đã được diễn ra với tất cả lực lượng vũ trang cũng giống như quân đội chính quy của Triều Tiên có mặt ở trong buổi duyệt binh. Chính ông Kim Jong-un đã vào điện Kun-su-sam, nơi thi hài của hai ông nội ông và ba ông đã được đặt ở đó, và ông đã cúi đầu chào đón và lặng yên một phút để tưởng nhớ đến hai bậc sinh thần của ông. Và kính thưa quý vị, ngay ở trên thủ đô Bình Nhưỡng thì tất cả mọi người dân đều được hớn hở chào đón một cái cuộc diễn binh trọng đại diễn ra. Tất cả những lực lượng xe tăng cũng giống như tất cả lực lượng vũ trang của quân đội nhân dân Trung Quốc ở Bắc Triều Tiên có mặt. Bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy không có sự hiện diện của các tên lửa tầm trung và tầm xa như là ICBM được trình bày ở trong cái cuộc diễn binh này. Đây là một sự kiện cho thấy hình như có dấu hiệu Bắc Hàn đang cùng với Nga Xô làm những cái áp lực để yêu cầu Hoa Kỳ có những cái sự gọi là hạn chế về vấn đề trừng phạt Bắc Hàn hiện nay. Đến bây giờ thì qua một cái buổi nói chuyện với Chủ tịch Thượng viện của Nga Xô, là một trong những nhân vật thân cận với Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã cho biết hiện nay trái bóng nằm ở sân chơi của Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống Donald Trump là người sử dụng trái bóng trong một cái cuộc gọi là đàm phán cũng giống như hệ quả của những sự kiện hiện nay đang xảy ra ở tại Bắc Hàn. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh cuộc diễn binh tại Bắc Hàn trong kỷ niệm 75 thành lập Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Và thưa quý vị, buổi lễ duyệt binh của bên phía Bắc Hàn trong tuần vừa qua với chủ đề là phát triển về kinh tế, giống như những gì mà bên phía chính phủ của ông Kim Jong-un đã đưa ra, thì trong các lễ duyệt binh lần này thì bên phía chính phủ của Bắc Hàn nêu bật các thành tựu quân sự phát triển và giao tiếp với quốc tế, trong bối cảnh thì có rất nhiều nghi ngờ về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của bên phía lãnh tụ Bắc Hàn. Và cũng trong buổi lễ duyệt binh này thì hoàn toàn người ta không thấy các loại hỏa tiễn ICBM, và chính Tổng thống Trump cũng đã ngỏ lời cảm ơn về cái lần duyệt binh này, bởi vì ông nói tôi không thấy những cái hỏa tiễn nào, và điều này cho thấy rằng Bắc Hàn đang đi đến cái con đường gọi là phi hạt nhân hóa, mặc dù là vẫn không biết có hay không, bởi vì như quý vị biết rằng khi mà một chính phủ phi hạt nhân hóa thì họ phải có một cái sự cam kết và một cái sự giám sát của bên phía cơ quan nguyên tử của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để giám sát việc phi nguyên tử này. Nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng Bắc Hàn vẫn đang coi Hoa Kỳ là một cái mấu chốt trong vấn đề trước khi mà phô diễn những quả hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Và cũng trong cuối tuần này, kính thưa quý vị, cuối tuần này và đầu tuần sau thì chính phủ Bắc Hàn, ông Kim Jong-un và của chính phủ của Nam Hàn, của Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp nhau ngay tại Bình Nhưỡng sắp tới. Và đây là cuộc gặp thứ 3 trong năm nay để thảo luận các biện pháp thực tiễn nhằm các vấn đề mà bên phủ chính phủ Nam Hàn cho biết rằng họ vẫn tiếp tục cái con đường gọi là thuyết phục Bắc Hàn phi hạt nhân hóa. Nhưng thưa quý vị, trong lúc đó thì tin Reuters đánh đi từ Vladivostok, Thủ tướng của Nhật Bản, ông Shinzo Abe có dự định sẽ gặp Tổng thống của Nga Vladimir Putin. Đã từ lâu, hai bên đã chưa có ký một thỏa hiệp hòa bình nào kể từ khi đại chiến thế giới thứ hai chấm dứt. Và tất cả những sự kiện hiện nay đang xảy ra, những cuộc tranh chấp tất cả quần đảo ở phía nam của Bắc Hàn, của Nhật Bản. Kính thưa quý vị, điều mà người ta nói rằng là để
nói rõ cái vai trò của quân đội tự vệ của Nhật Bản ngày nay không còn nữa, và lực lượng quốc phòng của Nhật Bản sẽ đảm đang tất cả những cái nhiệm vụ tuần tra những cái khu vực ở miền nam của Nhật Bản, và hy vọng sẽ có một cái buổi gặp gỡ và trao đổi những cái nghị định được ký kết để mang lại một cái sự hòa bình tồn tại giữa hai quốc gia, đó là Nhật Bản và Nga. Số chúng ta chờ xem cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đem lại những cái điều gì mà thế giới đang mong chờ về một cái sự làm dịu đi những cái chuyện căng thẳng hiện nay đang có thể nói càng ngày càng cho thấy có nhiều dấu hiệu càng gia tăng. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện trên thế giới. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến Trung Quốc. Hiện nay thì cuối tháng này thì chắc quý vị đã biết rằng tất cả những gói hàng của gần trên 200 tỷ của Trung Quốc gọi là đánh thuế từ phía Hoa Kỳ áp đặt vào tất cả những hàng nhập cảng từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ sẽ được diễn ra. Trong lúc đó thì Trung Quốc cũng đưa ra những cái gọi là biện pháp để chống lại gọi là cuộc chiến tranh lạnh mậu dịch giữa hai quốc gia. Và Trung Quốc cũng áp đặt những cái gói thuế gọi là tương đương với những gì mà Hoa Kỳ đã đóng cho Trung Quốc. Và liệu sự kiện này đã gây nên một cái căng thẳng mậu dịch giữa hai quốc gia? Nhưng phía Trung Quốc họ tuyên bố thì cái tình trạng này họ có chịu lép vế hay là không nè? Kính thưa quý vị, dựa theo tin tức từ bên phía đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết rằng Trung Quốc họ vẫn tiếp tục dọa đáp trả nếu như bên phía chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế. Vào trung tuần vừa qua thì bên phía chính phủ của Tổng thống Trump sau hai đợt áp thuế, một đợt là 38 tỷ và thêm một đợt nữa, thì bên phía chính phủ của Tổng thống đang tiếp tục đưa ra một cái proposal, tức là một cái dự định để có thể đánh thêm 267 tỷ đô la trong các danh mục hàng hóa mà nhập khẩu từ bên phía Trung Quốc. Điều này đưa đến là gần như tất cả những cái loại mặt hàng có xuất xứ Made in China đều sẽ bị áp một cái mức thuế như thế này. Thay vì một cái sự nhượng bộ thì chính phủ Trung Quốc, chính phủ của ông Tập Cận Bình, mặc dù có những cái loan báo, những cái chỉ số về kinh tế, chứng khoán và giới đầu tư cho thấy rằng Trung Quốc đang đi thụt lùi và không có dấu hiệu khả năng đánh trả, nhưng ngược lại với những cái báo cáo đó thì chính phủ Trung Quốc họ loan báo rằng họ sẽ tiếp tục áp một đối một, tức là nếu như Hoa Kỳ đánh 267 tỷ đô la thì Trung Quốc sẽ đánh ngược lại 267 tỷ đô la giống với những gì mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc. Một số những cái tin tức mà chúng tôi đọc vào hôm cuối tuần vừa qua cho thấy rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã có những cái dấu hiệu là có những cái sự hao hụt trong vấn đề về nhập khẩu và xuất khẩu. Khi mà các gói về chống bảo hộ bảo dịch của bên phía chính phủ của Tổng thống Trump đưa ra, đó là cái con số về nhập khẩu trong nước nó đã giảm từ 10 cho tới 15%, kính thưa quý vị. Một số những cái giải thích cho biết rằng những nhà kinh tế và những công ty lớn họ đã thủ sẵn, tức là họ đã nhập những cái mặt hàng sẵn để có thể bán trong cái thời gian mà Tổng thống Trump đánh áp thuế. Do vậy nên người ta thấy được rằng trước khi mà cái xác lệnh về áp thuế lên Trung Quốc đưa ra thì Hoa Kỳ nhập một cái số lượng khổng lồ từ bên phía Trung Quốc, nhưng khi mà bắt đầu có những cái chương trình về chống bảo hộ mậu dịch thì Hoa Kỳ bắt đầu giảm đi cái phần nhập khẩu này. Vào tháng 8 vừa qua thì Trung Quốc đã công bố một cái danh mục để áp đặt cái thuế trả đũa trên 60 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Mỹ, đặc biệt là từ khí hóa thiên nhiên, hóa lỏng đến một số loại máy bay. Nếu Washington cứ tiếp tục kích hoạt thuế đánh thuế trên danh mục gần có 200 tỷ đô la thì cái trị giá hàng hóa nhập từ Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ đáp trả lại và họ sẽ trả đũa cũng giống như tất cả những gì mà Hoa Kỳ đánh vào hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ, đó là tỷ số lên tới 200 tỷ đô la. Chúng ta chờ xem ông anh chả bà anh em thì sự việc nó sẽ ra như thế nào. Đến bây giờ thì chúng ta cũng nói đến một vấn đề mà hiện nay tình hình ở tại Biển Đông đang gây ra những căng thẳng. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề hải đội của Hoa Kỳ thao dượt gồm có hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cũng giống như chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng Haga của Nhật Bản đã có những cuộc thao dượt chung trên Biển Đông và tất cả các vùng biển ở Ấn Độ Dương. Thì trong lúc đó, một chiếc chiến hạm của Trung Quốc đã bám đuôi tàu sân bay của Nhật Bản và tất cả các chiến hạm Trung Quốc đều triển khai hai tàu hộ vệ bám theo ở khoảng cách có thể nói là tàu đôi Kaja và một cái tàu di chuyển, khu trục di chuyển của Nhật Bản ở trên Biển Đông. Sự việc này cho thấy tình hình ở tại Biển Đông càng ngày
ngày càng có nhiều dấu hiệu leo thang. Và hiện nay thì sự có mặt của hàng không mẫu hạm Regan cũng giống như chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng của Nhật Bản Kaga đã có mặt và tiếp tục có những cái cuộc thao dượt, thì trong lúc đó Trung Quốc cũng vẫn tiếp tục gia tăng cái cường độ có mặt của tất cả các chiến hạm của họ ở trong khu vực Biển Đông. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.